Hello, xin chào tất cả các bạn. Trước một kính máy quay là một chị khách hàng hôm nay đã qua DK để thực hiện là xóa sửa cặp lông mày. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với chị một chút nhé. Dạ, em là chị ạ. Chào em. Chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Chị là Mai. Thì hôm nay là chị Mai vì lý do thì mà quyết định qua DK để thực hiện là xóa sửa cặp mày của mình thế ạ? Chị không hài lòng lắm với cái lông mày của chị. Chị muốn có một cặp lông mày trông nó tự nhiên, nó tức là trông không nhẹ nhàng, phù hợp với khuôn mặt của mình, vì chị cũng không trang điểm. Thường là chị không trang điểm. Và mình muốn là thực hiện cái công nghệ hair chop để cho cái dáng mày mặc dù là mình làm nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng, không? Trông tự nhiên nhất, đúng không chị? Thì chị có thể chia sẻ một chút về tình trạng mày ban đầu của chị được không? Thì chị thấy là ngày xưa chị làm từ 3 năm trước thì chị làm xong một thời gian thì chị thấy nó cũng không được, tức là thực ra cái lúc mà chị làm xong là chị đã cũng không ưng lắm về cái dáng mày rồi. Thì và bạn chị có bảo là qua sửa nhưng mà chị công việc cũng bận quá nên là chị cũng quên đi, thì chị cũng không để ý. Thì bây giờ thì nhiều lúc thì chị cũng thấy là nó trổ đỏ, bây giờ thì nó trổ đỏ ra thì trông nó lại không được đẹp, mất thẩm mỹ. Mà chị thì cũng không trang điểm bao giờ đấy, nếu mà muốn che đi thì cứ lại vẫn phải kẻ vẽ lông mày, nên là chị nghĩ là chị đi làm cho nó tiện đấy, vừa đỡ mất thời gian của mình, đúng không chị? Thì như chị chia sẻ thì em xin phép em chia sẻ với các bạn đang theo dõi livestream một chút về cái hình ảnh mày ban đầu của chị nhá. Thì đây em mời ông kính zoom cận một chút đây, đây là tình trạng mày ban đầu của chị. Thì chúng ta có thể thấy nhá, đây như chị chia sẻ là mày của chị bị trổ đỏ khá là nhiều, ở ảnh này thì chúng ta có thể nhìn rõ hơn ạ. Đấy, phần mày của chị trổ đỏ khá là nhiều, mà sau khoảng 3 năm chứng tỏ là gốc mực cũ của chị là cũng có chứa tạp chất ạ. Và cái quá trình này thì đã được DK là xử lý cái phần mực đỏ cho chị, và cái phần xử lý đấy thì sẽ là xử lý bằng ánh sáng xanh cho nên là máy quay sẽ không ghi lại được. Và đây là kết quả sau khi quá trình thực hiện là xử lý cái chỗ đỏ đấy. Và ngay sau đây thì chuyên gia của chúng tôi sẽ thực hiện hút laser để xóa nốt cái phần mực này cho chị. Chị ơi, thì bây giờ chuyên gia bên em sẽ thực hiện hút nốt mày cho chị nhá. Vâng ạ. Em mời chuyên gia bắt đầu thực hiện hút mày cho chị. Tại DK thì chúng tôi là chuyên nhận những ca sửa mày rất là khó, thậm chí những cái ca mà sửa đi sửa lại nhiều lần bị sẹo, chai sạn với vùng da lông mày, nhưng mà đến với DK thì khách hàng đều được sửa hoàn toàn cho mình cái cặp mày thật sự như mình ưng ý và rất là nhanh. Thì chuyên gia đã thực hiện xong một bên rồi, và bây giờ chị có thể nhìn cái kết quả để mình so sánh cho nó rõ hơn chị nhá, vì hai bên thì mình đã thực hiện xong một bên rồi đấy ạ. Thì chị thấy như thế nào về kết quả này ạ chị? Chị đang thấy là nó không còn bị đỏ nữa rồi. Lông của chị vẫn hoàn toàn bình thường, da cũng thế luôn chị ạ. Không hề tổn thương hay là... Và lông của mình không hề có dấu hiệu cháy xém hay là trắng lông gì cả. Thì bây giờ chuyên gia sẽ thực hiện nốt phần còn lại cho chị nhé. Thì không biết là hôm nay qua DK thì chị là thực hiện là chỉ xóa cặp mày này thôi hay là mình thực hiện là cả combo và sửa luôn hả chị? Chị sẽ sửa luôn nữa, nhưng mà sẽ làm vào tuần sau. Vâng ạ. Nó là mình sẽ hút và mình nghỉ ngơi một thời gian rồi mình mới thực hiện, đúng không chị? Và mình kiểm tra xem cái gốc mực của mình là đã thực hiện được cặp mày mới hay chưa, đúng không ạ? Chữa thì trong cái quá trình hút này thì mình có cảm giác là đau rát hay khó chịu quá không ạ? Ôi chị thì chị chịu đau kém lắm. Vâng, là mình sẽ hơi châm chích một chút, đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng không đau như cái lúc mình tưởng tượng ban đầu, đúng không chị? Vâng, đây. Và rất là nhanh thì chuyên gia đã thực hiện xong rồi. Và chúng ta có thể thấy rõ được cái kết quả là ngay sau khi thực hiện thì phần mực của khách hàng đã mờ đi từ 70 đến 80% và không hề có dấu hiệu tổn thương ở vùng da lông mày đó ạ. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ. Vậy nên là tất cả những khách hàng nào có vấn đề gì về mày môi mí thì hãy inbox cho fanpage để được tư vấn tốt nhất nhé. Và đặc biệt hơn là đừng ngại chần chừ gì để cho mình một cơ hội đẹp hơn, trẻ hơn và tự tin hơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.